Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả quý vị, chị và con, cô bác cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Hôm nay Khả Năng có về một mẫu xe tư nhân một chủ từ mới, bản thiếu đời 2019, phiên bản số sàn không khoan đục, xe tư nhân chính chủ một chủ từ đầu, màu trắng đời 2019, mẫu Hyundai Accent, thương hiệu của Hyundai và sản xuất lắp ráp tại Việt Nam thành công. Chiếc xe này thì nó được trang bị động cơ 1.4 số sàn, hộp số sàn các bác nhé. Tiêu hao của chúng ta loanh quanh khoảng tầm 4.7 xăng trên 100 km, hỗn hợp đường dài cũng như là đường trường. Một mẫu xe anh em rất là phù hợp cho anh em là chạy dịch vụ các bác nhé. Hiện tại Khả Năng còn đang khoảng hơn 200 xe, mẫu xe các xe từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Quý vị anh chị nha, mình quan tâm anh em mình có thể đến cửa hàng trực tiếp làm việc Khả Năng Ô Tô, số điện thoại 0326062789. Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người và xin kính chúc tất cả quý vị anh chị và đã và đang theo dõi Khả Năng Ô Tô những lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Khả Năng chân thành cảm ơn. Hôm nay thì Khả Năng sẽ về và review cho mọi người một mẫu xe Hyundai Accent đời 2019 giá rất hợp lý này. Vừa mua xong. Đấy. Một chiếc xe mà giá chỉ có 328 triệu đồng thôi. Rất là rẻ, đời 2019 bản thiếu chưa nên răng. Nếu mà nó có nước sơn rất là zin và đẹp, không lỗ nhỏ, không lâm đụng va chạm, máy zin từ mặt thần cò, keo chỉ zin hết các bác nhé. Bao trách hãng cho anh em, thoải mái, nói chung là xe đẹp, mình không vướng. Hiện tại bản thiếu nhà mình có hai con, một con đã đựng đủ đồ thì 330, con này thì 320 thôi. Một con chưa có răng. Anh em mình thêm bộ la răng tầm khoảng 6 triệu các bác nhé. Mình làm nắp la răng mới cho các bác được, giống hệt cái bản đủ luôn. Xe đẹp, không lỗi nhỏ, không đâm đụng va chạm gì. Chiếc này thì chưa có la răng và có màn hình rồi, nhưng màn hình nó chưa phải màn hình Android. Nhưng mà nó giá tiền nó cũng rất là phù hợp thôi quý vị anh chị nhé. Giá tiền em để cho anh em là mức giá vô cùng hợp lý này. 328 triệu đồng bao sang tên chính chủ cho các bác. Chiếc này không bớt được nhiều, em nói thật thì không bớt được nhiều vì mua rất là cao. Vừa mua rất là cao rồi, có lãi là em bán nên là giá cả em lọc lá bao rút hồ sơ chính chủ Khả Năng Ô Tô đầu tư và mua chiếc xe này và chính chủ luôn, nên là quý vị anh chị an tâm về chất lượng xe cộ, em đảm bảo cho anh em bằng văn bản size em đề gấp 10. Đấy, tự tin như thế thì anh em an tâm rồi. Đời 2019 nhé các bác nhé, phiên bản số sàn. Và thực ra cái bản thiếu bản đủ con này nó chỉ khác nhau một chút thôi. Ví dụ em giới thiệu luôn này, nó khác cái đèn bi thì đây đã được độ đèn bi rồi nhé. Và sau là nó khác cái la răng đúc, thì bây giờ con này chưa có la răng đúc. La răng đúc thì có thể mua ngoài độ được phân tầm khoảng 6 triệu. Thứ hai màn hình là có rồi. Đề lộ start top thì anh em mình không cần thiết. Nói thật, đề lộ start top không cần thiết. Khóa khiển thì cái chiếc này nó có khóa khiển theo xe rồi, không ngại. Và nó thiếu cái thứ cảm biến lùi đó thôi. Và túi khí ABS thì chiếc này vẫn được trang bị đầy đủ. Đấy. Chính vì thế nên là nó chẳng khác nhau là mấy. Nên quý vị anh chị nào anh em mình quan tâm được cái mẫu xe này, anh em mình có thể đến trực tiếp cửa hàng gặp gỡ Khả Năng Ô Tô để làm giá. Và giá của nó đang đưa ra trên thị trường cho anh em mình cân đối là chiếc này là em đang bán là 328 triệu đồng đời 2019 các bác nhé. Đời 2019 giá cực rẻ cho quý vị anh chị nào anh em quan tâm đến một dòng xe đến thương hiệu của Hàn Quốc, lắp ráp tại Việt Nam, form dáng đẹp, hiệu ứng dòng nước chảy, sơn xì căng bóng mọng mịn luôn. Bên ngoài thì không cần phải bàn về chất lượng luôn, chúng ta hãy cùng kiểm tra nội thất bên trong. Khám tháng 12 năm 2023, biển đẹp các bác nhé. Biển này thì anh em mình rút hồ sơ sang tên thoải mái, không vấn phân vấn đề gì cả. Đây, chúng ta cùng kiểm tra xem cái phần nội thất của chiếc xe này. Đây, nội thất của chiếc xe các bác nhìn này, vô lăng củ số đẹp như mới luôn. Đây các bác nhìn nội em này, đẹp như mới này. Đó, đây đây đây. Anh về đi. Đây các bác nhìn nội em này, về form dáng nội thất này, nhìn nó mới đét luôn. 6.2 nhé, km chuẩn nhé, km chuẩn 62.000 km. Ghế bọc da theo xe, chủ xe bọc theo xe, trần nỉ nguyên bản, chưa hề động chạm gì. Anh em nhìn quả vô lăng với quả củ số này, rất là mới. Nói chung đời 2019, 2020, 21 thì dịch rồi, 2022 mới đi một chút thôi, không đi được nhiều. Nên là chiếc này còn rất là đẹp, cứng cáp và zin, không đâm đụng va chạm gì. Xăng 5.4 hỗn hợp, bên ngoài đô thị chỉ 4.7 thôi. Trong thành phố thì tầm 6.5, 6.6. Dòng này thì gần như là không còn dòng nào tiết kiệm hơn ngoài nó và Vios nữa rồi. Tất nhiên là phân khúc hạng B. Còn dòng i10 Kia Rio thì cũng là những mẫu xe siêu tiết kiệm nhiên liệu với giá thành rất là hợp lý các bác nhé. Về bản Hyundai Accent này có cửa gió điều hòa sau, anh em ngồi sau rất là mát. Đó, sơn xi đẹp, nội thất đẹp, nỉ nguyên bên trong này, cách nhiệt keo chỉ zin hết toàn bộ xe. Sơn zin chắc hãng anh em nhé. Sơn zin này chất hãng. Sơn zin màu trắng không đổi màu mà có thể tốt đánh bóng toàn bộ xe rồi. Không đâm đụng va chạm gì thì cái form nó còn nguyên và nước sơn của nó không cần phải sơn lại nhiều. Nhiều anh em bảo sơn zin hay không nhưng mà anh em không hiểu thế nào là sơn zin đâu. Sơn zin là nước là cái lần sơn mà chưa bao giờ sơn lại. Nhưng nó thật với các bác là đời 2023 người ta đã sơn rồi. Anh em đi về chỉ cần xước thôi là bắt buộc phải làm sơn hết. Đấy, sơn zin nó rất là mong manh. Nhiều anh em cứ nghĩ là sơn zin là chưa động một giọt sơn nào đấy thì khó thật đấy. Khó thực sự luôn. Không bao giờ có mẫu xe như thế. Ông nào mà đi ít như thế thì nó thật với các bác là xe chưa chắc đã đẹp đâu. Đi đài nghe xe chạy anh em đôi khi phải đi nhiều thì nó mới tốt được. Đấy, giờ chúng ta kiểm tra cái phần khoang máy động cơ nhé.
Về xe thì không phải bàn với chất lượng luôn. Dòng này có làm trả góp cho anh em nhé. Anh em chỉ cần có khoảng tầm 150-200 là anh em mình làm trả góp được rồi. Nợ lại khoảng 150-200. Cứ nợ lại khoảng 150-200 là được không nhé. Về sơn si thì không phải làm gì, nội thất thì máy đây. Em quay máy cho các bác này, máy đây. Máy zin keo chỉ zin các bác nhé. Máy zin hết, zin đẹp luôn, sạch sẽ đẹp đẽ. Không hề có cấn đụng gì cả đây. Đầu đằng chassis này, thân vỏ tai đèn các thứ này. Ốc cabo chưa hạ nhé các bác nhé. Ốc cabo chưa hạ này. Đấy. Máy lỗ êm, điều hòa mát, nội thất đẹp, keo chỉ zin, không lỗi gì, lỗ tròn xoe. À, ốc lỗ kỹ thuật phần đầu cabo là nguyên zin hết. Đầu dàn chassis này. Đăng kiểm tháng 7 năm 2021 các bạn. À, bình ắc quy tháng 7 năm 2021 rồi. Đã còn đi ít lắm. 2021 mà chưa thay bình này. Máy nổ có tải điều hòa mà nổ rất là êm các bác nhé. Sạch sẽ đẹp đẽ, giá tiền thì quá ok luôn. Đăng kiểm tháng 12 năm 2023. Khả năng ô tô vừa lên sóng review trong mọi người mẫu xe Hyundai Accent đời 2019 với giá rất hợp lý 328 triệu đồng. Khả năng rất mong muốn được trực tiếp làm việc cùng với mọi người. Anh em mình có thể đến cân đối một số mẫu xe bên em. Có Vios, có Accent màu đỏ, màu trắng, màu đen cho anh em lựa chọn nhé. Khả năng chân thành cảm ơn và hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.